Xin chào các em, cô sẽ hướng dẫn các em học online môn quản trị tài chính doanh nghiệp. Trong quá trình học tập, có những vấn đề cần trao đổi với cô. Các em sẽ liên hệ qua địa chỉ email và số điện thoại cô đã ghi trên slide này. Cách thức đánh giá sinh viên của học phần này như sau. Điểm đánh giá học phần và điểm Z bao gồm hai thành phần, điểm X và điểm Y. Điểm X là điểm đánh giá quá trình học tập của sinh viên trong kỳ. Điểm Y là điểm bài thi kết thúc học phần. Trong đó, điểm X lại bao gồm 3 thành phần, X1, X2 và X3. Điểm X1 là điểm chuyên cần, do giáo viên đánh giá theo mức độ tham gia học và thái độ học tập của sinh viên. Điểm XCI là điểm bình quân các bài kiểm tra, hình thức kiểm tra là do giáo viên quy định. X3 là điểm thuyết trình, thảo luận tình huống theo nhóm. Để đủ điều kiện dự thi thì tất cả các điểm thành phần XCI phải lớn hơn bằng 4. Và sinh viên sẽ hoàn thành cái học phần này khi điểm Y lớn hơn bằng 4. Nội dung chương trình học môn quản trị tài chính doanh nghiệp của chúng ta bao gồm 7 chương. Chương 1 là tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp. Chương 2 là quản trị tài sản cố định, vốn cố định. Chương 3 là quản trị về tài sản lưu động, vốn lưu động. Chương 4 là quản trị về nguồn vốn. Chương 5 là quản trị về chi phí và giá thành. Chương 6 là quản trị về doanh thu và kết quả kinh doanh. Chương 7 là nghiên cứu hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Để hiểu biết về bản chất của quản trị tài chính doanh nghiệp, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của quản trị tài chính trong các doanh nghiệp, chúng ta bắt đầu đi vào tìm hiểu ở chương 1, những vấn đề chung về quản trị tài chính doanh nghiệp. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu 5 nội dung cơ bản sau. Thứ nhất là bản chất của quản trị tài chính trong doanh nghiệp là gì? Thứ hai là vai trò của quản trị tài chính trong các doanh nghiệp ra sao? Thứ ba là chức năng của quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Thứ tư là nhiệm vụ của công tác quản trị tài chính trong các doanh nghiệp là gì? Thứ năm là hình thức tổ chức bộ máy quản lý tài chính trong các doanh nghiệp. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về nội dung thứ nhất trong chương 1, đó là tìm hiểu về bản chất của quản trị tài chính trong doanh nghiệp là gì. Trước khi vào tìm hiểu bản chất quản trị tài chính trong doanh nghiệp, thì cô sẽ nhắc lại cho các em kiến thức về bản chất của tài chính trong doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định. Đó là một tiền đề cần thiết. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, đã phát sinh ra các luồng tiền tệ gắn liền với hoạt động đầu tư vào các hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. Các luồng tiền tệ đó bao hàm các luồng tiền tệ đi vào và các luồng tiền tệ đi ra khỏi doanh nghiệp, tạo thành sự vận động của các luồng tài chính của doanh nghiệp. Gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các vốn tiền tệ của doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị, tức là các quan hệ tài chính trong doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp thì có những cái quan hệ tài chính như sau. Thứ nhất là quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước, được thể hiện qua việc nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp hoạt động. Đó là đối với các doanh nghiệp nhà nước. Và doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, như là nộp các khoản thuế, lệ phí, vân vân. Thứ hai là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác, như là quan hệ về mặt thanh toán trong việc vay và cho vay vốn, đầu tư vốn, mua hoặc bán tài sản, vật tư, hàng hóa và các dịch vụ khác của doanh nghiệp. Thứ ba là quan hệ trong nội bộ của doanh nghiệp. Nó được thể hiện trong việc thanh toán tiền lương, tiền công và thực hiện các khoản tiền thưởng
tiền phạt đối với công nhân viên của doanh nghiệp, hoặc là quan hệ thanh toán giữa các bộ phận trong doanh nghiệp trong việc phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, phân chia lợi tức cho các cổ đông, vân vân. Từ những vấn đề nêu trên thì có thể rút ra được bản chất của tài chính doanh nghiệp như sau. Đó là tài chính doanh nghiệp sẽ là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhằm góp phần đạt tới mục tiêu chung của doanh nghiệp. Các hoạt động có liên quan đến việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Các quan hệ phát sinh mà gắn liền với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp hợp thành các quan hệ tài chính của doanh nghiệp. Tổ chức tốt các mối quan hệ tài chính trên cũng nhằm đạt tới các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định về tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đó là tối đa hóa lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Từ những khái niệm nêu trên, chúng ta có thể rút ra được quản trị tài chính là một bộ phận của quản trị doanh nghiệp, thực hiện những nội dung cơ bản của quản trị tài chính đối với các quan hệ tài chính nảy sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính doanh nghiệp sẽ được hình thành để nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp, hình thành những công cụ quản lý tài chính và đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn, có hiệu quả. Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính trong doanh nghiệp đó là các quyết định về đầu tư, các quyết định về nguồn tài trợ và các quyết định để xử lý các mối quan hệ tài chính. Chúng ta biết rằng để tiến hành bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì nhà kinh doanh đều phải có một lượng vốn ban đầu nhất định được huy động từ các nguồn khác nhau, như là nguồn vốn tự có đối với các công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc là nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp đối với các doanh nghiệp nhà nước, hoặc là các nguồn vốn từ liên doanh liên kết đối với các công ty liên doanh liên kết, hoặc là phát hành chứng khoán đối với các công ty cổ phần, hoặc là đi vay các tổ chức tài chính, ngân hàng, vân vân. Từ số vốn ban đầu đó sẽ được đầu tư vào các mục đích khác nhau như là xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, vật tư và thuê nhân công. Như vậy, số vốn ban đầu khi phân phối cho các mục đích khác nhau thì hình thái của nó không còn giữ nguyên dưới dạng tiền tệ ban đầu mà đã biến đổi sang hình thái khác là những hiện vật như nhà xưởng, máy móc thiết bị, đối tượng lao động, vân vân. Quá trình phân chia và biến đổi hình thái của vốn như vậy là quá trình cung cấp, hay nói cách khác là quá trình lưu thông thứ nhất của quá trình sản xuất kinh doanh. Quá trình tiếp theo là sự kết hợp của các yếu tố vật chất nói trên để tạo ra một dạng vật chất mới là sản phẩm dở dang. Kết thúc quá trình này thì thành phẩm mới được xuất hiện. Quá trình đó chính là quá trình sản xuất sản phẩm. Sản phẩm của doanh nghiệp sẽ phải trải qua quá trình lưu thông thứ hai, quá trình tiêu thụ, để vốn dưới dạng thành phẩm trở lại hình thái tiền tệ ban đầu hoặc thông qua khoản thu bán hàng của doanh nghiệp. Số tiền thu đó lại trở về tham gia quá trình vận động biến đổi hình thái như ban đầu. Quá trình vận động như vậy lặp đi lặp lại liên tục và có tính chất chu kỳ. Chính sự vận động biến đổi hình thái như trên của vốn tạo ra quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các em phải biết là quá trình vận động của vốn diễn ra được là nhờ hệ thống các mối quan hệ của doanh nghiệp với môi trường xung quanh.
Hệ thống các mối quan hệ đó rất là phức tạp, đan xen lẫn nhau, nhưng mà chúng ta có thể phân chia thành các nhóm cơ bản như sau. Nhóm thứ nhất là các mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà nước. Đây là mối quan hệ nộp cấp. Nhà nước có thể cấp vốn, góp vốn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp các khoản nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước như là thuế, vân vân. Nhóm thứ hai là các mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân khác ở các thị trường. Đây là quan hệ trong việc mua bán, trao đổi hàng hóa, sản phẩm ở thị trường hàng hóa. Mua bán trao đổi quyền sử dụng sức lao động ở thị trường lao động hoặc là trao đổi mua bán quyền sử dụng vốn ở thị trường tài chính. Nhóm thứ ba là các mối quan hệ phát sinh trong nội bộ của doanh nghiệp. Đây là các quan hệ chuyển giao vốn, quan hệ trong việc thu hộ, chi hộ giữa các bộ phận trong một doanh nghiệp với doanh nghiệp, quan hệ giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên như là việc thanh toán lương, thưởng, vay và trả tiền vốn, tiền lãi và các yêu cầu khác đối với các cá nhân vi phạm hợp đồng và kỷ luật lao động phải bồi thường thiệt hại hoặc nộp các khoản tiền phạt cho doanh nghiệp. Hệ thống các mối quan hệ trên có một đặc điểm chung là đó là những mối quan hệ kinh tế, những quan hệ mà liên quan đến công việc tạo ra sản phẩm và giá trị mới cho doanh nghiệp. Chúng đều được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, thông qua đồng tiền để đo lường, để đánh giá. Chúng đều nảy sinh trong quá trình tạo ra và phân chia các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Chỉ cần một sự mất cân đối hoặc sự phá vỡ của một trong những mối quan hệ trên, thì quá trình vận động biến đổi hình thái của vốn có thể bị đình trệ. Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vì thế mà sẽ bị đảo lộn, thậm chí có thể dẫn đến phá sản. Hệ thống các mối quan hệ kinh tế như vậy là rất quan trọng. Chúng ta tiếp tục sang tìm hiểu nội dung thứ hai của chương 1, đó là vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp như thế nào. Vai trò đầu tiên của quản trị tài chính trong doanh nghiệp là đảm bảo huy động vốn đầy đủ và kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được thể hiện thông qua việc xác định đúng đắn các nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ kinh doanh và lựa chọn các hình thức, phương pháp huy động vốn nhịp nhàng, liên tục với chi phí huy động vốn ở mức thấp. Vai trò thứ hai của quản trị tài chính trong doanh nghiệp là tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm có hiệu quả thông qua các quyết định đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh đúng đắn. Thứ ba là giám sát kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó phát hiện kịp thời những tồn tại còn vướng mắc và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung thứ ba của chương 1, đó là chức năng của quản trị tài chính trong doanh nghiệp là gì? Đó là chức năng phân phối và chức năng giám đốc. Chức năng phân phối là một khả năng khách quan vốn có của phạm trù tài chính nói chung và tài chính doanh nghiệp nói riêng. Nhà quản lý điều hành doanh nghiệp nhận thức và vận dụng cái khả năng này để tiến hành phân phối nguồn tài chính trong doanh nghiệp, để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu của chủ doanh nghiệp. Quá trình phân phối của tài chính doanh nghiệp diễn ra trước, trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh. Cụ thể là phân phối về nguồn huy động vốn cho doanh nghiệp, phân phối số vốn huy động được để đầu tư vào các loại tài sản và phân phối thu nhập sau quá trình kinh doanh. Quá trình phân phối của tài chính doanh nghiệp diễn ra thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình tồn tại của doanh nghiệp. Đối tượng phân phối của tài chính doanh nghiệp là các nguồn tài chính của doanh nghiệp.
đó là những giá trị của cải mới sáng tạo ra trong kỳ, hoặc là những giá trị của cải doanh nghiệp tích lũy được từ trước, hoặc là phát hành cổ phiếu, trái phiếu, hoặc là đi vay mượn, vân vân. Còn chủ thể phân phối của tài chính doanh nghiệp là các chủ doanh nghiệp và nhà nước. Chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp biểu hiện cụ thể là phân phối về nguồn huy động vốn cho doanh nghiệp, phân phối về số vốn huy động được để đầu tư vào các loại tài sản và phân phối thu nhập sau quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình phân phối của tài chính doanh nghiệp diễn ra thường xuyên liên tục trong suốt quá trình tồn tại của doanh nghiệp. Các nguồn lực tài chính trong doanh nghiệp là mục đích mà các chủ thể kinh tế mong muốn. Vì vậy, cách thức phân phối của tài chính doanh nghiệp là dựa trên các tiêu chuẩn và định mức được tính toán một cách khoa học. Trên nền tảng là hệ thống các mối quan hệ kinh tế của doanh nghiệp với môi trường xung quanh. Có 4 phương pháp phân phối ứng với 4 loại quan hệ tài chính như sau. Thứ nhất là quan hệ tài chính hoàn trả, là đối với chủ thể kinh tế. Thứ hai là quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện và không tương đương, cũng đối với các chủ thể kinh tế. Thứ ba là quan hệ tài chính không hoàn trả, đối với chủ thể là nhà nước. Thứ tư là quan hệ tài chính nội bộ, là đối với các phòng ban, cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn và định mức phân phối ở mỗi quá trình sản xuất kinh doanh, mặc dù được tính toán đầy đủ, chính xác, thì nó cũng không thể bất di bất dịch, mà thường xuyên được điều chỉnh, uốn nắn cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế thường xuyên thay đổi. Để điều chỉnh uốn nắn được, chúng ta sẽ thông qua chức năng giám đốc của tài chính. Chức năng giám đốc của tài chính cũng là một khả năng khách quan vốn có của phạm trù tài chính nói chung và tài chính doanh nghiệp nói riêng. Giám đốc tài chính doanh nghiệp là việc theo dõi, giám sát quá trình vận động của các nguồn tài chính trong doanh nghiệp. Đối tượng của giám đốc tài chính là quá trình phân phối, cụ thể là quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Chủ thể giám đốc tài chính doanh nghiệp là chủ thể phân phối tài chính doanh nghiệp, cụ thể là chủ doanh nghiệp và nhà nước. Mục đích của chức năng giám đốc là kiểm tra tính hợp lý, tính đúng đắn và hiệu quả của quá trình phân phối tài chính. Từ kết quả của việc giám đốc mà chủ thể có phương hướng, biện pháp điều chỉnh cho quá trình phân phối tài chính doanh nghiệp hợp lý hơn và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn trong các kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo. Đặc điểm của chức năng giám đốc tài chính doanh nghiệp là giám đốc bằng đồng tiền. Các CFO sẽ thiết lập và thực hiện các chiến lược để quản trị vốn do công ty yêu cầu, bao gồm đàm phán, quản trị và thu hồi công nợ, duy trì các thỏa thuận tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động. Phương pháp để thực hiện chức năng giám đốc tài chính doanh nghiệp là phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính và bằng phương pháp nghiên cứu khoa học. Ta có thể thấy được thực trạng tài chính doanh nghiệp cũng như các tiềm năng tài chính của doanh nghiệp. Dựa vào những kết luận của việc phân tích, chủ doanh nghiệp có thể đưa ra được những biện pháp quản lý hữu hiệu hơn. Để phát huy chức năng giám đốc của tài chính doanh nghiệp, yêu cầu chủ thể doanh nghiệp phải nắm chắc được 4 kỹ năng dưới đây. Thứ nhất là kỹ năng phân tích tài chính, thứ hai là kỹ năng quản trị dòng tiền, thứ ba là kỹ năng quản trị tài chính dự án, thứ tư là kỹ năng lập kế hoạch tài chính. Hai chức năng trên đây của tài chính có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chức năng phân phối xảy ra ở trước, trong và sau mỗi quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là tiền đề cho quá trình sản xuất kinh doanh. Không có nó sẽ không thể có quá trình sản xuất kinh doanh. Chức năng giám đốc bằng tiền luôn theo sát chức năng phân phối.
có tác dụng điều chỉnh và uốn nắn tiêu chuẩn và định mức phân phối để đảm bảo cho nó luôn luôn phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của sản xuất kinh doanh. Tiếp theo, chúng ta đi tìm hiểu nội dung thứ tư trong chương 1, đó là nhiệm vụ công tác quản trị tài chính doanh nghiệp. Để thực hiện tốt các chức năng của tài chính, thì các bộ phận quản lý có liên quan của doanh nghiệp phải thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau đây. Thứ nhất là xây dựng nguồn vốn hợp lý cho doanh nghiệp. Thứ hai, quyết định đầu tư và tài trợ đúng đắn cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ ba là kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, công tác quản trị tài chính doanh nghiệp cần phải thực hiện những nội dung cơ bản sau. Thứ nhất là thiết lập mối quan hệ khăng khít với thị trường vốn để luôn luôn chủ động về vốn cho sản xuất kinh doanh. Thứ hai là xác định mục đích phân phối vốn đúng đắn rõ ràng. Thứ ba là tính toán chính xác các tiêu chuẩn phân phối vốn đúng với các mục đích đã được xác định. Thứ tư là tổ chức thực hiện công tác bảo toàn vốn một cách khoa học. Tổ chức công tác theo dõi ghi chép phản ánh đầy đủ, liên tục có hệ thống các chỉ tiêu của tài chính doanh nghiệp. Nhiệm vụ thứ hai và cũng là nhiệm vụ rất quan trọng của công tác quản trị tài chính doanh nghiệp, đó là ra các quyết định về đầu tư và tài trợ đúng đắn, hợp lý, phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết định đầu tư là những quyết định liên quan đến tổng giá trị tài sản và giá trị từng bộ phận tài sản, bao gồm có tài sản lưu động và tài sản cố định cần có để thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, quyết định về đầu tư tài sản lưu động là các quyết định về tồn quỹ, quyết định tồn kho, quyết định về chính sách bán chịu hàng hóa hay là quyết định về đầu tư tài chính ngắn hạn. Quyết định về đầu tư tài sản cố định là các quyết định mua sắm tài sản cố định mới hay là quyết định thay thế tài sản cố định cũ, quyết định và đầu tư các dự án hay là quyết định đầu tư tài chính dài hạn. Quyết định đầu tư được xem là quyết định quan trọng nhất trong các quyết định tài chính doanh nghiệp vì nó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Một quyết định đầu tư đúng sẽ góp phần làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp, qua đó gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Ngược lại, một quyết định đầu tư sai sẽ làm tổn thất giá trị doanh nghiệp, do đó sẽ làm thiệt hại tài sản cho chủ doanh nghiệp. Quyết định tìm nguồn tài trợ cho doanh nghiệp là các quyết định lựa chọn loại nguồn vốn nào cung cấp cho việc mua sắm tài sản. Nên sử dụng vốn chủ sở hữu hay vốn vay? Nên dùng vốn vay ngắn hạn hay vay dài hạn? Ngoài ra, các quyết định về nguồn vốn còn xem xét mối quan hệ giữa lợi nhuận để lại tái đầu tư và lợi nhuận được phân chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức. Tiếp theo, nhà quản trị cần phải quyết định làm thế nào để huy động được các nguồn vốn đó. Cụ thể, để quyết định huy động nguồn vốn ngắn hạn thì bằng cách vay ngắn hạn hay sử dụng tín dụng thương mại, vay ngắn hạn ngân hàng hay sử dụng tín phiếu công ty. Để quyết định huy động nguồn vốn vay dài hạn bằng cách quyết định nợ dài hạn hay dùng vốn cổ phần, quyết định vay dài hạn ngân hàng hay phát hành trái phiếu công ty, quyết định sử dụng vốn cổ phần phổ thông hay vốn cổ phần ưu đãi. Có được một quyết định đúng đắn là một thách thức không nhỏ đối với người ra quyết định. Điều đó đòi hỏi người ra quyết định phải có những hiểu biết về việc sử dụng các công cụ phân tích trước khi ra quyết định. Nhiệm vụ thứ ba của công tác quản trị tài chính doanh nghiệp là kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện nhiệm vụ này thì cần phải tổ chức, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các định mức
và tiêu chuẩn phân phối. Tình hình thực hiện hệ thống các chỉ tiêu tài chính để kịp thời phát hiện những bất hợp lý trong quá trình thực hiện các mối quan hệ của doanh nghiệp với môi trường kinh tế xung quanh. Phát hiện những rủi ro tài chính, nhận diện và phát hiện những tiềm tàng trong sản xuất kinh doanh để từ đó có những quyết định điều chỉnh hợp lý. Cùng với các bộ phận quản lý khác của doanh nghiệp, công tác quản lý tài chính góp phần duy trì và phát triển quan hệ với bạn hàng, khách hàng và các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. Đồng thời luôn đảm bảo thực hiện tốt các quy định chế độ quản lý của nhà nước. Tóm lại, chức năng của quản trị tài chính có được thực hiện tốt hay không? Hiệu quả của công tác quản trị tài chính có cao hay không? Phụ thuộc vào công sức và trí tuệ của toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, mà quan trọng nhất là kiến thức về quản trị tài chính và năng lực lãnh đạo của người đứng đầu doanh nghiệp. Nội dung thứ 5 và cũng là nội dung cuối cùng của chương mục, chúng ta cùng đi tìm hiểu về công tác tổ chức bộ máy quản lý tài chính của doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy quản lý tài chính trong doanh nghiệp được chia làm 3 cấp: cấp cao, cấp trung và cấp cơ sở. Cấp cao bao gồm có hội đồng quản trị, tổng giám đốc điều hành và các giám đốc, đó là giám đốc tài chính, giám đốc sản xuất và giám đốc kinh doanh. Hội đồng quản trị đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị, có nhiệm vụ ra các quyết định điều chỉnh có tính chất chiến lược của doanh nghiệp, quyết định mọi chính sách về phân phối, chính sách tích lũy và tiêu dùng, cũng như các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn doanh nghiệp. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính, tình hình thực hiện các mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp, điều chỉnh các mối quan hệ trong phạm vi quyền hạn cho phép, điều chỉnh các quan hệ tài chính trong phạm vi cho phép, báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp lên cấp trên và đề xuất các biện pháp điều chỉnh đối với những mối quan hệ vượt quá phạm vi quyền hạn cho phép. Bộ phận quản lý tài chính cấp trung của doanh nghiệp bao gồm giám đốc tài chính, trưởng phòng tài chính và kế toán trưởng. Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp, có trách nhiệm phân tích và điều chỉnh các mối quan hệ tài chính trong phạm vi cho phép, phải báo cáo tình hình và đề xuất các biện pháp điều chỉnh các quan hệ tài chính vượt quá khả năng phạm vi quyền hạn của mình lên cấp trên. Trưởng phòng tài chính và kế toán trưởng có vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra các quyết định tài chính cho doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về các quyết định này. Trưởng phòng tài chính có chức năng tham mưu giúp việc cho giám đốc trong các công tác huy động vốn, đầu tư vốn và quản lý sử dụng vốn, phân tích và lập kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Kế toán trưởng thì có chức năng thực hiện kế toán tài chính của doanh nghiệp, lập các báo cáo tài chính theo quy định của chế độ tài chính, thực hiện việc kế toán quản trị và tham gia vào hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Bộ phận quản lý cấp cơ sở trong doanh nghiệp là bộ phận kế toán. Bộ phận kế toán bao gồm kế toán trưởng và các nhân viên kế toán, thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý các tài sản, khai thác và sử dụng các nguồn vốn theo đúng chế độ, thể lệ quy định, cung cấp các số liệu liên quan đến các hoạt động kinh tế tài chính,
phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính làm cơ sở tham khảo cho cấp trên trong việc ra quyết định quản lý. Bộ máy công tác quản lý tài chính ở các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là ở các tập đoàn kinh tế, còn có thêm một bộ phận, đó là bộ phận kiểm toán nội bộ. Bộ phận kiểm toán nội bộ là bộ phận trực thuộc lãnh đạo cao nhất của đơn vị, có nhiệm vụ trong việc giúp giám đốc doanh nghiệp kiểm tra sự tuân thủ quy chế nội bộ cũng như chế độ quản lý của nhà nước đối với các vấn đề kinh tế, tài chính cũng như hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Cụ thể là kiểm tra quy trình đưa ra các quyết định về chiến lược và hoạt động trong doanh nghiệp có được chính thức thiết lập và vận hành một cách nhất quán hay không. Kiểm tra quy trình giám sát công tác quản lý rủi ro và kiểm soát có được thực hiện đầy đủ và hiệu quả hay không. Kiểm tra các hoạt động tăng cường các giá trị đạo đức phù hợp với doanh nghiệp có được thiết kế và triển khai hiệu quả hay không. Kiểm tra quy trình liên quan đến trách nhiệm báo cáo và công tác quản lý hiệu quả hoạt động trong tổ chức của doanh nghiệp có được thiết kế phù hợp và thực hiện một cách hiệu quả hay không. Kiểm tra quy trình trao đổi thông tin về rủi ro và kiểm soát với các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp có được đầy đủ, chính xác và kịp thời hay không. Kiểm tra việc điều phối các hoạt động và trao đổi thông tin giữa hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và các cấp quản lý có được thực hiện một cách hiệu quả không. Như vậy chúng ta đã hoàn thành nghiên cứu xong 5 nội dung cơ bản của chương 1. Sau đây, cô sẽ gửi đến các em hai câu hỏi thảo luận của chương 1. Câu thứ nhất, hãy phân biệt chức năng giám đốc bằng tiền của tài chính doanh nghiệp với công tác thanh tra, kiểm tra tài chính doanh nghiệp. Câu thứ hai, bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp thuộc vào cấp độ quản lý tài chính nào trong doanh nghiệp? Chúng ta kết thúc chương 1 ở đây. Hẹn gặp lại các em.